chưa lâu nhất. Mình sẽ tiếp tục. Mình sẽ chơi thử một map ở lầu. Đại dịch do mai. Đâu có phải tay chứ. Chết rồi. Chết rồi hả mọi người. Đây đại dịch sân bay đây. Mình sẽ bắt đều. Để chân lên cam tí nữa. Ngồi kiểu kia em tóc đất. Lèo quá. Lèo quá. À đây, đây. Tối là người Việt. Việt đừng tiếc like cho em làm cho các anh chị không. Đó. Tốn công sức em lắm. Hu hu tìm kiếm chiếc nút khởi động thang máy. Đặt hệ. Đặt bên phải bên dưới dấu cộng. Chỗ bị lỏ nhé. Một số bạn bảo map lag. Chắc tại điện thoại của bạn ấy. Hồ mình có thể. Mình sẽ mở rộng map và cập nhật nhiều chương mới về đề tài này. Chú ý ở những đồ vật. Rương. Cửa sổ phòng vệ sinh. Wow. 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 Không. Chị không lấy bộ súng đi à? Chị đánh nhờ đấy. Nhiều quá. Tập bao nhiêu ấy? Tập bao nhiêu? Mở nhạc đây. Nhưng mày không thích nhạc kìa. Mở nhạc to to. Ủa thật nhiều chứ. Khả năng nhiều. Nào có hết tuổi. Chị ra kiếm đi. Mặc dù nó chỉ không hay đâu. Not cool. I can't. Là ơn xây dồ. Xin đâu. Nhiều phần hơn đấy của mình. Ở đây có gì không? Có gì không? Đây cái này mình. Bánh mì. Đạn, bánh mì. Em lấy cái chế lên được không? Tại sao? Em mà tự thắng cỡ kia xem. Nhạc này hay thiệt nhưng mà mỗi tội nó chỉ không hay thôi. Khiếp. Trời ơi, cái này sợ chết lên được hả? Tắt máy. Ừ. Chú cho mọi ơi, bao nhiêu dữ vậy? Tắt máy ai chú? Hấp. Em dìm trong đấy có một con ma. Mặc vậy chẳng.
nhìn như kiểu cái gì đó đó ấy. Đó là gì? Nhìn xuống đây. Có cái gì kiểu đấy đây? Cố đây, cố đây. Ôi, chị có chết được à? Mình có chết các bạn đừng đổ lỗi tại mình nhé. Tối nhà chị nhỉ? Nhà bệnh viện. Ôi, sao mà sợ à? Phân quê. Chị pha đi. Để sợ nó đi. Nhưng không phải phân quê thật. Ô, phân quê mà, phân quê mà. Chị lại bắn mẹ em. Ơi. Ô mẹ ơi, ôi dồi. Giật mình. Có con gì bên dưới đấy? Ôi trời ơi, trời ơi các bạn ơi. Em lại cho mình chết luôn. Kinh đấy cực ba quá. Bên này sợ kinh. Hả? Em thì con đâu mà tự con này. Kinh. Rồi. Một con nữa. Wow. Yeah. Ở trên một con. Một con ở kia rồi. À kia rồi. Bây giờ mày chết với tao. Ừ rồi. Mày ngon. Mày đâu? À kia. Mày đang làm gì nhở? Chắc ngồi ăn bàn. Nó kia kìa. Ếch bánh gì? Đây đây. Nữa. Nó đang đi đâu? Mày không ngờ mấy con chim chuột này nó lại ngông mình thế. Đây con cá. Đã ra. Em lấy gì vậy? Con hắc. Ui. Chết rồi. Thêm một con nữa. Ra đây đi. Em bắn cho. Em biết bắn được đấy. Em không dễ bắn. Mẹ chị giờ. Bắn đi. Yeah. Này chị chơi. Chị đói quá đi. Chị phải ăn 2 miếng à. Kiểu đừng mơ. Mấy con nữa. Nó chết hết rồi nên nó chẳng có tính mà. Em mắc rồi, em có thể nhìn thấy nhưng tối quá em sẽ nhìn thấy được. Mình ra kia mình bắn chết mấy con kia đi. Sao không kiếm được? À kia rồi. Mẹ con. Yeah.
đâu. Bây giờ nó đâu? Trốn đi. Chơi chơi. I hate this game. Why? Đáng sợ quá. Trời. Tại sao? Tại sao lại là tôi? Giờ ông xây dầu cái gì nữa? Trời ơi, ghê quá à. Đâu rồi? À, bạn. Bạn phải nói đâu rồi bạn? Không. Bạn. Để các bạn đi dâu. Thiệt không? Mình bạn không chơi chẳng này. Tôi không có gì đáng cười đâu. Bấm đó. Ôi tuổi sao. Này ghê quá. Nhà không hay một tí nào cả. Không còn súng khác. Không còn súng khác. Đã nói rồi. Ừ, chỉ có súng chảo thôi. Làm gì có súng chảo gì. Chị gái em thật kỳ cựu. Từ nào.
chị ạ. Quay không? Đừng. Em còn tỏ tiếng sâm đi. Ở đâu đó? Kia kìa, con mày. Chị được tới nhìn thấy con mày. Phải dựng nó ra. Các bạn nhìn thấy gì à các bạn? Con bay ơi, con bay dựng đoàn như con bay. Mày nghe bài nhạc cho chị. Ui, rồi, bắn sập mình. Bắn được con gì rồi? Để ơn sớ giờ. Ta đi. Quá. Sợ không? Sợ rồi. Ở thế em có thằng này em chơi nhá. Đấy sợ này. Em sợ chị rồi. Em làm sao gặp đấy? Nó đâu ấy? Không. Khi nào mới tắt?
khi nào? Thôi mình sẽ kết thúc tập này ở đây bởi vì nó ghê quá. Nếu các bạn thích thì hãy like và share. Hỏi mình nghe.